thế anh biết phải làm sao. Hello, hello, hello. Tẩy trang nha. Tẩy trang đi ngủ nào. Em lại bị lên mụn rồi. Ngày hôm nay em lại ăn một mình em làm mấy vỉ mít. Mua mấy vỉ mít ở dưới chỗ Vinmart ấy. Xong ăn thấy nóng 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 lại lên mụn rồi. Thôi không sao, nó lên một ít thôi. Tẩy trang nha mọi người. Thấy không? Tẩy trang này. Cái gì kia, rồi ôi, tại sao làm dạo này lại lắm rác thế kia. Thì mai tôi cho nhân viên xóa hết mấy cái nick cái gì gì đây. Trời ơi, cái gì mà ôi trời ơi, cái gì chat cái gì sinh viên đây, tôi cho cái bà điên, cái ông điên nào đây. Đấy, toàn vào quảng cáo chat vớ chất vẩn này, chặn luôn. Quá mõm thần trưởng biến. Mệt quá nha. Toàn vào nhà người khác thả rác thôi. Cái trang này nay ốm quá hay sao mà mang nhẫn tay rộng vậy chị. Đúng rồi. Rộng tong teo luôn mà đây cho sang tay phải rồi. Cho sang tay phải rồi. Này, ghê không? Trang này nó cho sang tay phải rồi mà còn rộng. Bình thường là đeo sang bên tay trái, bình thường là đeo tay trái nhưng mà nó rộng quá, nó rộng té le hạt me này. Cái nhẫn cưới thì vừa nhưng mà cái nhẫn này thì rộng quá trời rộng luôn. Này không, em không nối tóc đâu, em không nối tóc, em kẹp vào thôi, lâu lâu kẹp vào làm điệu tí, điệu đời tí. Tẩy trang nha. Như gái Thái à, sawadika, khập 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 khập, khập qua khập lại, khập qua khập lại. Này. Hôm nay phải xem thức à? Mày đi ngủ đi, cái bà kia đi ngủ đi, giờ này vẫn còn thức. Thức xong rồi mắt lại thâm xì lên, mà mắt chị đang bị thâm xì lên rồi đây này. Mặt chế bớt mụn đó, lại bị mọc một cái mụn đây này. Hôm nay ăn hai vỉ mít, khổ đời. Thôi không bóp mồm bóp miệng được thật sự luôn ấy mọi người. Nhiều khi cứ bảo mồm thì cứ xuân xét xuân xét ra. Ôi em không ăn sầu riêng đâu, không, em không ăn á. Tại vì hôm nay là muốn ăn sầu riêng. Lại lên cơn nghiện sầu riêng. Nhưng mà không có sầu riêng. Đêm rồi, 9-10 giờ đêm mới đi về nhà, không có sầu riêng. Thế là xuống cái chỗ lúc ấy là 9 giờ, hơn 9 giờ ấy. Xuống cái chỗ Vinmart ấy, thế là nó thấy nó có cái gì nhỉ? Có mít ấy. Mua hai vỉ mít lên. Một mình quất luôn mấy vỉ mít, hai vỉ mít. Bảo sao không sớm thì muộn cũng bị mọc mụn mà thôi. Chiều là mình đã thấy lên cơn thèm rồi.
Ôi vải nữa, ôi toàn những món ngon thôi, tôi chết luôn đấy. Tôi chết luôn đấy. Mai dùng cái giấy tẩy trang này có thích không? Thích chứ. Còn trẻ mà cứ hưởng thụ đi chị ơi. Gần ba sỏi rồi trẻ cái gì nữa. Không thể tưởng tượng được mình có thể bây giờ mình đã 28 tuổi rồi. Chuẩn bị bước sang 29 tuổi rồi đây này. 28 tuổi là tuổi 28 tuổi là tuổi nhà nước, còn tuổi lấy chồng nó đã 29 tuổi rồi đấy. Ôi mẹ ơi, già vãi. Hay giấy tẩy trang. Giấy tẩy trang của Natural Republic nha mọi người. Ở địa chỉ 14BC Cống Quỳnh của em có bán nha. Quảng cáo, tranh thủ quảng cáo. Bao giờ đẻ em bé vậy chị ơi? Nói chung là câu hỏi muôn thuở. Lúc mà chưa có người yêu thì sẽ bị hỏi là đã có người yêu chưa? À, xong rồi lúc có người yêu rồi thì hỏi là có người yêu rồi lúc nào thì cưới? À, xong rồi cưới xong rồi thì sẽ hỏi là thế lúc nào thì có con? À, xong đẻ được đứa đầu tiên rồi thì kiểu gì cũng sẽ hỏi là đẻ một đứa rồi, đằng nào cũng thế, cố lên đẻ thêm đứa nữa cho nuôi cái gì vậy, tiện thể nuôi cho nó đỡ mất công, đỡ ngại, sau này đẻ lâu rồi ngại không không đẻ nữa. Cho nên nhá các chị em nhá, cái công việc của mình, cái công việc là một, cái dự định của mình là hai, là không có được để cho người ta giục, đúng không? Mình phải biết đấy, công việc của mình có những cái gì, cuộc đời của mình sắp xếp ra sao, đúng không? Cứ không phải là ấy. Em như là em lấy chồng muộn đây này, 26 tuổi em mới lấy chồng, trong khi bạn bè em á 19, 20 tuổi, 22 tuổi lấy chồng mẹ hết rồi. Do quyết định của mình nha, do quyết định của mình nha, cái gì phù hợp với cuộc sống của mình nha, cuộc sống, dự định, tương lai. Xong ví dụ mà có con rồi, có hai đứa con rồi thì sẽ hỏi là thế có hai đứa con gái sao không đẻ thêm thằng con trai, hoặc hai thằng con trai, hai thằng con trai sao không đẻ đứa con gái, hoặc nếu bà không đẻ nữa thì lại bảo là con của mày thế bé tí này mà nuôi còi thế, hoặc là sao con của mày chậm nói thế, sao con của mày chậm đi thế đấy. Lúc nào cũng có câu hỏi, 1.000 câu hỏi để mà hỏi. Cho nên là chúng ta phải sao, kiên định, theo kế hoạch mà làm. Theo kế hoạch mà làm. Ok quá. Chị ơi cái gì mà tóc nhanh dài thế? Không phải tóc nhanh dài đâu. Không lại tưởng là chết rồi, bà này lại uống thuốc mọc tóc hay là ấy nhanh dài chứ không phải đâu. Em kẹp tóc đó. Kẹp tóc nha, không phải tóc thật nha. Nhưng mà nó cũng nhanh dài thật, tóc mình nhanh dài thật. Sao không dùng tẩy trang riêng vùng mắt cho dễ ra? Hết rồi. Cái này dùng được đấy mà. Cái tẩy trang vùng mắt này hết rồi, đang làm biếng quên mất. Mấy lần đi ra cửa hàng xong cứ nhớ nhớ quên quên không ấy. Không 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 phải ra. Với cái mascara này của chị nó là cái dạng chống nước, hay nó cái dạng hãm tải em. Chống nước mà tẩy mãi không ra này. Mất công tí thì thôi. Mất công tí. Nhập sugar bear về đi chị ơi. Không có lãi, không bán. Sốt ruột, hỏi làm gì. Bà có biết cái đợt trước tôi bán, mọi người sẽ thấy là có một đợt em bán cái thuốc, không phải là thuốc mà là kẹo gấu mọc tóc ấy. Em bán được lắm luôn ấy, em nói thật, tâm sự thật. Em bán được lắm luôn ấy, nhưng sau mọi người thấy một thời gian sau em không bán nữa. Tại biết sao? Không có lãi. Cái đó về tới Việt Nam nha,
Tại vì em không biết mọi những cái chỗ khác người ta nhập hàng ở đâu thì em không biết. Còn của em lấy từ bên Mỹ về. Nó qua các thể loại nhá. Thì cái hàng đó, riêng cái hàng đó nếu như đi đường Mỹ về, đường bay nhá. Này lâu lâu em ngồi à, lâu em ngồi em buôn cho mọi mọi người cái việc mà như kiểu kiểu làm ăn buôn bán kiểu lý do tại sao không bán hàng đi nữa. Là em nhập cái đó từ bên Mỹ về mà đi đường bay từ bên đó bên Mỹ về, cái tiền phí ship đường bay đã rất là cao rồi. Về tới Việt Nam nhé. Về tới Việt Nam nhé. Alo. Tình hình là hàng về. Đóng thuế. Biết chưa? Đóng thuế nhá. Đờ ong đong đờ o ngờ ong, đờ ong đong sắc đóng. UE thờ uê thuê sắc thuế. Đóng thuế chưa dừng lại tại đấy. Đóng thuế xong rồi còn phải cảm ơn người ta nhé. Không có lãi, không làm, thôi nghỉ, mệt quá. Lãi không đủ tiền, lãi không đủ tiền 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 nhân viên, tiền mặt bằng, tiền các thể loại tiền. Cho nên thôi. À nhưng mà đợt sắp tới này, nếu mà đợt sắp tới này em đi Mỹ thì chắc em cũng đưa một ít về, nhưng mà em thôi nhá, em không có nhận order nhá. Nói trước nhá. UEUE thôi chị ơi. UEUE. Nửa đêm rồi bây giờ mà hỏi đánh vần là ngày xưa học lớp 1 đánh vần là học dốt, không nhớ đánh vần như nào, mà nửa đêm rồi bây giờ đầu óc mụ mị rồi, buồn ngủ rồi. Chắc là mấy đứa em đi thì em sẽ đưa về một ít về cho bạn bè người thân dùng thôi, chứ em không thôi em không chơi cái trò, em không có chơi cái trò bán nữa. Bán em chả có lãi thì thích mệt, thấy mắc mệt. Cái tiền không phải là có lãi, không có lãi là không đúng nhá, không có lãi là nói điêu, điêu có mỏ, không có lãi là không đúng, có lãi nhưng không đủ chi, thôi nghỉ, đóng cửa tại đây, chấm hết. Bán hàng ai chẳng muốn có lãi, bán hàng không có lãi thì bán làm gì. Lãi thì phải đủ chi cho nhân viên, mặt bằng với các thể loại, mà không chi đủ thì thôi nghỉ, chấm hết, chấm dứt cuộc tình ta tại đây. Xong rửa mặt nhá. Hả, cái gì mà mỗi lần em dùng biotin nó toàn nọc cả lông lên, em sợ lắm. Làm gì mà sợ? Tại sao lại sợ? Tại sao lại sợ? Rửa cái mặt đã nhau. Ui, chết mẹ đây rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh tự tin không cay cú. Bình tĩnh tự tin không cay cú. Uống thuốc ấy mọc cả tóc cả lông chân lông tay èo. Ôi tởm quá, tởm quá, tởm quá. Thuốc gì mà lại mọc cả tóc xong lại mọc cả lông chân lông tay. Mẹ thế này thì có mà biến thành từ một cái con người thành một cái con vượn hả? Từ nha, em rửa cái mặt tí nha. Không phải nối tóc, em kẹp tóc thôi. Đây này, em tháo tóc cho mà xem nhá. Từ từ em tháo tóc cho mà xem. Khổ quá, mọi người cứ hỏi mãi từ nãy giờ. Là nối tóc, không phải nối tóc đâu. Kẹp tóc đấy. Cái kẹp này này em mua này. Em tháo cho mọi người xem nhá. Nói chung nó giống như tóc thật mà. Tại vì nó màu đen. Đấy. Với lại cái tóc em mua là nó là cái dạng tóc thật, cho nên là nó không bị bóng, hoặc là nó không bị kiểu nhìn nó giả giả ấy. Đây này, em cho mọi người xem này. Đấy, mình mua một cái kẹp như này này. Ouch. Và thay chết tôi đấy. Chị ơi, chị mua tóc ở đâu? Mua ở đâu ta? Cái đường gì ta? Quên rồi, mua mấy tháng rồi. Em không nhớ nữa. Đây này. Nó là tóc thật này mọi người. Thấy không? Nó là tóc thật luôn đấy. Nào. Cho nên nhìn nó không bị giả.
cho nên nó không bị giả này. Đó, thì ở đây nó có ba cái ghim thôi. Thấy ba cái ghim thôi. Thấy em không chị ơi? Thấy. Rồi sao tiếp? Thấy em không chị ơi? Có thấy nhưng mà chưa hiểu là em đang gọi cái gì. Gọi lại đi xem nào, nhắn lại đi xem nào. Có thấy nhưng mà chưa biết ý đồ là như thế nào. Có vụ gì? Xem nào. Chị mua bao nhiêu tiền cái kẹp này? Để em nhớ cái hạ cái hạt này là cái, mọi người có nhận biết cái gì nhỉ? Army Store. Cái đường này như ở đường Nguyễn Đình Chiểu hay sao em không nhớ rõ lắm nhá. Hôm em đi mua rất là lâu, cách đây 3 tháng, cái đợt mà lúc đầu em mới về, mới đầu em mới về Sài Gòn ấy, là cách đây 3 tháng rồi. Và lúc đó em đi mua như đường Nguyễn Đình Chiểu hay sao để em nhớ, em check lại, em không nhớ đâu mọi người. Cái này mua ba miếng khác nhau, ba miếng khác nhau nè, xong mình tháo ra không đau nhá, lấy lên không đau đâu. Xong đấy, xong mình trải lại thôi. Cái này uốn uốn thoải mái này, uốn sấy thoải mái. Mà nó có một cái là vì nó là tóc thật cho nên là nó nhìn nó rất là tự nhiên. Nhìn nó rất là tự nhiên này. Thôi xong. Mấy cái vụ tóc giả này nhìn để cũng thấy kinh nhỉ. Để ngay đường này. Sợ đái ra quần đấy. Đấy, tóc em, tóc thật của em nó chỉ có đến đây thôi mà mọi người, nó đâu có dài vậy đâu. Tóc thật của em nó rất là mỏng. Từ em rửa cái mặt nha, từ từ nhá. Cất cái này ra ngoài không nó ướt hết, ướt hết cái tóc của em. Anh ơi, yeah. Anh giúp em, giúp em nha, okay? Yeah. Ở đây giúp em, yeah. Ừ, giúp em, giúp em, it's okay. Shop mình ở Thành phố Hồ Chí Minh không có kem body, có dưỡng thể thôi em ơi, không có kem body này kia đâu em. Có dưỡng thể, có tẩy da chết toàn thân. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhé. Có mask em ơi. Cho chị xíu nhá, chị cột cái tóc lên nhá. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Can you hand me there? Can you hand me there? The one to tie my hair up? What is it called? Sorry about that. Yeah, it's okay. Thank you. Đợi em xíu nha, em cột cái tóc lên nha. Tóc lên rửa cái mặt ạ. Đẩy thêm cửa hàng về Đà Nẵng đi chị ơi à. Thì làm kiểu gì, bắt đầu xay sáu tay không được, bắt đầu sáu tay là không được, không có đâu. Này, mặt bắt đầu lên mụn, không sao. Đây mọi người thấy, từ từ nha, để em rửa mặt xong mọi người thấy em ăn mấy cái miếng mít xong, thật cái mồm mình bây giờ không biết là làm sao để cho nhịn đồ ăn được, cứ nhìn thấy đồ ăn mẹ như kiểu mẹ nhìn thấy, như kiểu nhìn thấy người tình kiếp trước ấy, không thể nào mà dừng được ấy, cứ nhìn thấy mít này mà kiểu mình rất là quái thai ấy. Những cái đồ ăn ngon mà nó mát thì không thèm, chỉ thèm ăn sầu riêng, thèm ăn mít, mẹ toàn ăn những cái mẹ khoái thai dị dạng, ăn vải nữa. Đúng kiểu khoái thai dị dạng luôn, ăn toàn những cái món để mà lên mụn thôi. Nhìn thấy không kiềm chế được, không kiềm chế được. Ăn là lại bị, ăn là lại bị, thôi xong. Cuộc đời lại xuống nước không phanh.
bó tay luôn, bó tay toàn tập luôn. Em rửa mặt xong em cho mọi người thấy hôm nay nó bị mụn này, em sử dụng cái sản phẩm AHA BHA. Sáng ngày mai mọi người thấy là nó khác hẳn liền rồi, nó đỡ quá nhiều. Thôi rửa mặt cho tử tế này. Có chứ, có ngủ chứ. Máy rửa mặt bị mất. Máy mửa rửa mặt bị mất mất cái gì ta? Máy rửa mặt bị mất cái cục sạc rồi, không biết nó ở đâu, bây giờ phải đi mua cục sạc. Thân ơi, khổ lắm chứ không khổ vừa luôn ấy. Không biết là hôm nay để đi đâu. Cho nhiều tim cật cho nhiều tim cật cho lại sức thôi các bà, đừng có các bà đừng có xui tôi vậy, nhớ về cái kỷ niệm thời ngày xưa đi phẫu thuật thẩm mỹ ra cái chết luôn đấy. Chết luôn ấy. Em rửa cái mặt xong rồi em lại buôn chuyện tiếp cho mà nghe, trước khi đi ngủ cho đỡ buồn ha. Chị vô Sài Gòn khỏi lo không nhịn được đâu. Nhiều đồ ăn ngon lắm, chuẩn luôn. Ăn suốt ngày được luôn, bó tay. Xong rồi đồ hoa quả ngon chứ. Chết luôn ấy. Lâm bệnh viện 108 ấy. À, có cái này nhá, có cái này em nói luôn này. Đợi tí em rửa cái mặt xong em nói cho mọi người nghe này. Về cái vụ làm mũi mà, làm mũi làm meo, làm mũi làm meo thì như thế này. Các bà cứ sợ là cái vấn đề là khi mà làm mũi thì sẽ bị sao? Bị chồng đánh hoặc là chỉ chồng tát hoặc là chồng đấm cho vẹo mũi. Này xin lỗi một câu, không bao giờ xà, không phải đâu nhá, không bao giờ luôn nhé. Cái mũi này đây, mũi em làm đây, mũi em làm từ cái thời gọi là Napoleon cởi chuồng, bác sĩ Lâm bệnh viện 108 làm cho em, chứ chưa bây giờ chưa có những cái công nghệ mới như là lấy sụn bọc, lấy sụn tai bọc cả mũi rồi này kia, không có đâu. Ngày xưa em chỉ làm có nâng cái mũi lên không thôi. Thì em nói cho mọi người nhé, đó không bị, nói chung là bình thường như mũi thật của mình luôn ấy, chỉ có là những cái tháng đầu ấy thì mình chưa quen thì mình cứ sợ ấy. Giờ chả sợ gì, ngủ này, vẹo bên trái bên phải, các thể loại lên trên xuống dưới này, đẩy này, nhìn thấy chưa, tẹt cũng được, nâng cũng được, sang phải sang trái được chưa ạ, thỏa mãn chưa ạ nhé. Cho nên đi làm mũi đừng có sợ. Các bà cứ bảo là làm mũi xong đụng vào là bị này kia, xàm xàm, toàn dọa nhau không. Em thấy toàn các chị em ấy làm đẹp cho nhau, thương nhau, không chịu thương nhau. Thứ nhất là toàn ganh ghét nhau. Thứ hai là toàn dọa nhau thôi. Dọa kiểu dọa chết nhau thôi. Bớt điên nhá, bớt dọa người đi nha. Khổ lắm. Không làm sao, chết luôn đấy. Hay là sợ nói ra là nói ra là làm mũi là nó bình thường, thì sợ người ta cũng đi làm mũi rồi người ta đẹp hơn mình, rồi người ta có cuộc sống may mắn hơn mình, rồi mình không có chịu nổi hả? Không có được xấu tính nha, không có được xấu tính. Có cái gì hay thì phải chia sẻ cho người ta, không được xấu tính mà người ta có tốt hơn, đẹp hơn mình, hay là giỏi hơn mình, kiếm được nhiều tiền hơn mình, được chồng thương hơn mình, thì nên lấy đó làm gương và học tập. Chứ không nên là gọi là giữ nha, sợ người ta đẹp hơn mình rồi sợ người ta to sướng hơn mình. Bỏ ngay cái đấy đi, bỏ ngay cái đấy đi, không chơi như vậy, không chơi bẩn nhá. Không chơi bẩn, chơi là phải chơi fair, chơi là phải chơi gọi là hết sức và cực kỳ đẹp mắt, chứ không được kiểu chơi bẩn như thế, không chơi kiểu chơi bẩn nha. Nói chuyện nhỏ nhẹ quá. Thì cũng gần 30 rồi còn gì nữa em. Wifi yếu á, để em mở cái cửa. Để em mở cái cửa ra nhá.
Tại em muốn đóng bên trong này cho nó từ từ. Này được chưa? Wifi được chưa? Comment 10 lần mà chị không thấy á. Bà này điêu quá. Tôi có thấy bà comment đâu, bà kêu comment 10 lần. Lát nữa tôi mà đếm lại comment bà My, tôi mà đếm lại comment không đủ 10 comment chứng tỏ bà này điêu. Điêu quá. Em có ăn kiêng để giữ dáng không? Không chị ơi. Thật nha, em nói thật ấy, những lúc mà em làm việc nhiều ấy, em bị căng thẳng ấy, đầu óc em bị căng thẳng ấy, là em ăn nhiều tới mấy em cũng không béo được. Em không hiểu sao em bị vậy ấy. Chứ cũng chả phải sung sướng gì đâu chị. Thật ra em mà gầy, thật ra em gầy, em mà nhìn em lại không mỡ màng. Chính ra em phải có tí thịt, xong rồi mặt mũi em nó không bị hốc hác. Mở quá đây, mở ra đây, bây giờ mở ra cho mọi người nhá. Được chưa? Hết chưa? Chị dạo này ăn nói khác quá. Phải khác chứ. Dần dần ai mà chả thế đúng không? Sẽ có những cái lúc mà khi mà mình cần trưởng thành thì mình cần phải trưởng thành hơn. Rồi mấy chứ, nói chung mọi người cũng thế mà. Tới một cái tuổi nào đấy rồi, mọi người không còn thích kiểu tự nhiên mọi người sẽ thay đổi tính cách à? Kiểu thế, lâu lâu ví dụ mọi người đi về quê ấy, đi về quê ấy, xong rồi ví dụ mọi người sẽ bảo là ô con bé này dạo này khác thế, dạo này lớn thế, kiểu thế đấy. Thì ai mà chả thế, có gì đâu. Nếu mà thay đổi theo cái hướng tích cực hơn thì mình nên thay đổi. Làm mũi có cần xem phong thủy không chị? Tùy nhá. Tùy, chị thấy cũng có người xem. Này, nước hoa hồng nhá, cho lên những vùng da bị mụn. Tùy nhá bạn. Làm mũi có cần xem phong thủy? Thật ra mình nói như này này. Cái này mình chia sẻ rất là thật. Mà khi mình chia sẻ rất là thật như thế này này thì không biết là mọi người nghĩ sao. Nói chung là mỗi người có một quan điểm khác nhau. Mình nghĩ là cái quan điểm của mình thì mình tự thấy cái quan điểm của mình nó hợp với mình, còn nó không hợp với người khác thì đấy là việc của mọi người. Đấy, thì em chỉ nghĩ là cái quan điểm của em về cái chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người cứ bảo tại em nghe cái này nhiều rồi, không phải tự nhiên bây giờ mới nghe. Em nghe rất nhiều rồi, mọi người có bảo là khi mà đi làm mũi ấy, thì đi xem bói ấy, hoặc xem phong thủy ấy thì sao ta? Cứ đi làm mũi lên thì sẽ được kiểu cuộc sống nó hanh thông hơn, nó may mắn hơn, kiểu như thế. Mà thôi đi, ví dụ đang gặp chuyện xui xẻo, người yêu bỏ, người yêu chê, người yêu lè mè, người yêu không thích. Ai bị chồng bỏ, chồng chê, chồng lè mè, chồng không thích thì theo cái kiểu là như là thôi đi làm mũi đi thì nó sẽ thay đổi số phận. Và khi họ làm xong họ thấy tự nhiên cuộc sống họ thay đổi thật, và họ nói là đi làm mũi cho thay đổi phong thủy. Thì cái này ấy, em với cái phương diện của em nha, với cái phương diện của em thì em nói như này mọi người. Cho mọi người cứ comment là nó bị mờ nha, em thấy nó không mờ mà ở Facebook, ở trên điện thoại của em không mờ. Em không biết của mọi người nào chứ điện thoại của em vẫn thấy bình thường. Thì cái này do tính cách của mỗi người thôi. Em thì thấy như này, cái lý do tại sao họ lại nói như vậy là bởi vì sao? Bởi vì khi mà mọi người đi làm mũi lên ấy, thường thì cái mũi của người Việt Nam mình nó hơi bị tẹt. Thì khi mình làm mũi lên thì nó sẽ thanh thoát hơn. Cái mũi nó sẽ thanh thoát hơn, cái khuôn mặt nó sẽ dễ nhìn hơn. Và bản thân mình ấy, bản thân mình cũng thấy nó tự tin hơn. Thì khi mà mình thấy nó tự tin như vậy rồi ấy, thì tự nhiên mình làm cái gì, cái hành động của mình nó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là tự tin, rất là thoải mái. Và cái người vô hình chung, cái người chồng của mình hoặc cái người bạn trai của mình, họ thấy được cái điều tích cực đó từ mình. Họ thấy cái cô gái này, cô ấy có vẻ như là đợt này cô ấy có nhiều cái mới, rồi cô ấy tự tin hơn, cô ấy biết làm đẹp hơn, biết làm đỏm hơn, rồi cô ấy duyên dáng hơn, cô ấy nhẹ nhàng dịu dàng hơn, rồi cô ấy tự tin hơn. Tự nhiên người ta thấy mình thật là cuốn hút, tự nhiên người ta thấy cái người phụ nữ của họ thật là cuốn hút. Thì
họ lại đối xử cái người phụ nữ của họ là ô cô ấy cuốn hút quá, mình không có muốn mất cô thì mình sẽ đối xử với cô tốt hơn. Thì vô hình chung là mọi người sẽ thấy cái chuyện tình cảm đi lên, không ăn mọi người lại mách nhau là đi làm mũi đi, đi làm mũi đi là nó tốt. Nhưng em nghĩ là cũng một phần thôi, còn cái phần còn lại em nghĩ là do vì mình tự thay đổi cái khuôn mặt của mình và mình cảm thấy tự tin hơn, mình biết làm đẹp hơn thì tự nhiên mình cũng thay đổi, mình biết ăn diện hơn, mình biết make up nhiều hơn, mình cũng để ý hơn, để ý ý tứ hơn với người đàn ông của mình, thì tự nhiên nó tới như vậy thôi à. Đó, chứ cũng không hẳn là do phải là đi xem phong thủy đâu. Thì đấy là suy nghĩ của em, còn mọi người khác thì tùy người làm mũi. Em nghe người bên phong thủy nói tùy người, người hốc mắt sâu không nên làm mũi không tốt. Thì đúng còn gì nữa. Bà Mai, Thanh Mai thì đúng còn gì nữa. Cái này em không biết là phong thủy hay như thế nào, nhưng cái này riêng ở bên làm thẩm mỹ viện ấy, người ta có cái mắt thẩm mỹ, bác sĩ thẩm mỹ mà. Bác sĩ thẩm mỹ chứ không phải là bác sĩ chuyên khoa sản hay là chuyên khoa cái gì gì đó, gì các loại khoa. Thì em nói như này, chuyên khoa sản ấy hoặc là những cái chuyên khoa khác ấy thì em không biết, nhưng chuyên khoa thẩm mỹ thì cái bác sĩ đó phải có con mắt thẩm mỹ. Mà cái mắt mà nó đã sâu rồi, mọi người tưởng tượng đi, khi mà mọi người làm ấy, mặt của mình bình thường như thế này đúng không? Này, bình thường mặt của mình sẽ như thế này. Bây giờ mắt của mình sâu khoắm vào bên trong, xong lại làm cái mũi nó lồi cao lên nữa. Tại vì khi mà làm mũi thì cái mũi nó sẽ bị cao, nó sẽ cao hơn so với cái mũi bình thường. Mắt đã sâu, nó gọi là mắt diều hâu, mũi diều hâu, xong mắt thì sâu ấy, thì có phải là đâm ra cái tướng của mình nó sẽ thành sao? Mình nó ác. Thì dĩ nhiên là người ta tư vấn là không nên đi làm mũi là đúng được còn gì. Bởi vì khi mình làm ấy, khi mình làm phẫu thuật thẩm mỹ hay bất cứ một cái gì cho mình đẹp hơn ấy, thì mình mong có một cái diện mạo làm sao mà nhìn nó tươi, nó sáng, nó dễ nhìn và khiến cho cái đối phương người ta ngồi đối diện mình cảm thấy dễ chịu, đúng không? Mẹ tự nhiên bây giờ mắt thì đang sâu như là như hai cái giếng, xong rồi chơi quả mũi diều hâu lên thôi xong. Mẹ con này đích thị là sao? Mụ phù thủy trong phim Bạch Tuyết, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi. Đây chính chắc chắn là mụ gì ghẻ rồi, họa bà hoàng hậu, mẹ đội lốt hoàng hậu rồi, mụ phù thủy đội lốt hoàng hậu rồi, không xong rồi. Thế người ta đi ra ngoài đường, người ta thấy người ta ngồi cạnh mình mắt thì sâu, xong rồi mũi thì cao, thôi lạy bà, đúng không? Đó, dưỡng xong mắt này, kem trị mụn của tôi đủ rồi. Nâng ngực không có ảnh hưởng gì sau này đâu nhá. Mình, bản thân mình cũng đang nâng ngực đây này. Và mình nâng cái size nhỏ nhất luôn. Mình làm size nhỏ nhất nha mọi người. Thầy mà. Không, nhưng mà em nói thật, cái này em nói thật, em có căn đấy. Em có căn đi làm thầy đấy, mọi người có tin hay không thì tùy nhá. Em có căn đi làm thầy đấy. Tin hay không tùy bạn. Có thể bạn không biết, hoặc có thể bạn đã biết rồi, hoặc có thể bạn không quan tâm. Nhưng mà em có căn làm thầy. Chính vì em có căn làm thầy ấy, cho nên em có một cái may mắn là như thế này. Vì em có căn làm thầy nên khi mà em gặp cái này rất là tự nhiên thôi. Em nói thật, em chỉ kể cho mọi người một vài câu chuyện nhỏ nhỏ tại sao mà bảo là em có căn. Tại thứ nhất là em ngày trước em cũng thích đi xem bói, mà em cũng đi xem bói. Và cái thứ hai là khi mà em, cái bản thân em ý, em cũng gặp những cái chuyện lạ, em cũng gặp những chuyện lạ. Và tới khi mà em biết được là người ta nói là em có căn làm thầy, không phải là có căn làm thầy, mà tức là mình có cái căn là mình bắt được mình biết xem cái người đối diện như thế nào, cái tướng số của họ ra sao, tính cách của họ thế nào. Thì lúc đó em cũng thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng mà sau đấy cái cuộc sống của em dần dần ấy, em nhận ra ấy là đúng thật. Tức là có những cái người mà em chỉ cần gặp một lần thôi,
Em chỉ còn ngồi nói chuyện với người ta tầm 30 phút thì em cũng có cái cảm nhận về người ta như thế nào. Rồi em cũng có, tức là mình có cái linh cảm, mình thấy rất là kỳ. Em có những cái linh cảm rất là kỳ, thật sự là như vậy. Rồi những cái việc mà em hay gặp, nói chung là cái này, nói chung là nửa đêm thì em cũng không muốn đấy. Mà bản thân em cũng không, nói thẳng ra em không phải là một người mê tín dị đoan nhé, thật sự luôn ấy, em phải một người mê tín dị đoan đâu. Nhưng mà em gặp người âm mấy lần rồi, em gặp người âm mấy lần rồi, và nói chung là ghê lắm. Có những cái chuyện em nói thật mọi người nghe, bây giờ em kể lại thôi, em kể lại bây giờ mà em đái được quần tối em đã ngủ được ấy. Thôi nên tốt nhất là sơ sơ cho mọi người biết thôi. Một vài câu chuyện ngày xưa, lúc có một đợt em phải, mẹ em phải phải đi lên chùa để ấy luôn ấy. Tại vì em, tức là em cao số á. Có cái đợt mà em đang là sinh viên nhá. Em đang là sinh viên thì đợt đấy làm gì có tiền. Sinh viên thì đi thuê nhà trọ giống như mọi người thôi, giống như các bạn sinh viên khác cũng đi thuê nhà trọ. Tức là khi em thuê cái nhà trọ đấy thì nó rẻ lắm. Em còn nhớ mãi, em còn nhớ mãi là cái lúc mà em thuê cái nhà trọ đấy là nó ở trong cái phòng cuối cùng của cái dãy trọ đấy. Và khi em ở trong cái em thuê cái nhà đấy thì em nhớ, tức là cái nhà đấy nó rất là nó rất là rộng, tức không phải là cái nhà mà cái phòng nó rất là rộng. Thì cái phòng đó là phòng cuối cùng của cái dãy đấy. Hai, từ từ em đếm, 1 2 3 4, nó có hai 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 dãy như thế này này. Bên này là nó có 3 phòng, bên này nó có 4 phòng, thì cái phòng đó là phòng cuối, thì nó là hai dãy như này, cái phòng cuối nó hút ở đằng sau này. Thì em đi thuê thì em thấy giá rẻ giật mình luôn, xong nó lại là cái phòng to nhất ở đấy, xong nó lại còn, tức là nó có cả một cái nữa là nó có, nó rất là kỳ là tự nhiên cái nhà đấy nó có cái phòng đấy nó có thêm một cái giếng nữa, nó có thêm một cái giếng, ôi mẹ kinh mất, nó có một cái giếng ở đấy. Thì em thấy nó cũng tiện, tự nhiên trong nhà có cái giếng, không phải là giếng mà gọi là gì ta, nó là cái bể nước ấy, nó là cái bể nước ấy, bể nước ngầm ở trong nhà, xong vẫn có nhà tắm bình thường mà cái phòng đấy nó rất là rộng, xong thấy rẻ nữa, rẻ thì thuê thế thôi. Xong rồi cũng không thấy, mình cũng đi thuê nhà trọ chứ có phải đi mua nhà đâu, mà đi tìm hiểu xung quanh cái cha nó thôi, hợp thì thuê, thấy rẻ thì thuê, em nghĩ như thế. Vào em thuê xong rồi đêm đầu tiên ấy, em ngủ ấy, em chả thấy gì cả, bình thường không, chả làm sao cả. Xong rồi tới khi mà em tới ngày hôm sau nhá, ngày hôm sau em đi học xong rồi tầm chiều, buổi chiều lúc 3 rưỡi hay 4 giờ gì đó, nó tầm đó thôi, 3 rưỡi hay 4 giờ, thì khi lúc mà em ngủ ấy, sợ em ngủ ấy, thì bắt đầu tự nhiên, nói chung là em cũng sợ, bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, nhưng mà nó cũng qua rồi. Thế là nó tầm đấy 3 rưỡi 4 giờ em ngủ thì mình đóng cửa rồi nhá. Em nhớ mãi cái cửa đấy nó có ở trên cái phía cái cửa ở bên ngoài ấy, nó có cái ô, mọi người không biết, mọi người đi thuê nhà trọ nó có giống cái nhà trọ em thuê ngày xưa lâu, mấy bao nhiêu năm ngày trước em sinh viên không, thì nó có cái ô ô sáng ấy để mà nó có không khí lưu thông vào trong nhà ấy. Để em nhớ mãi là tự nhiên cái tầm chiều thì cái ô sáng đấy, cái ánh mặt trời nó mới hắt xuyên qua vào trong nhà. Thấy nó là một chuyện rất bình thường, thật sự. Thì mình ngủ thì cái hôm đấy mình ngủ mình lại hướng cái mặt của mình ra cái ánh sáng đấy. Thì mình đang ngủ tự nhiên mình thấy có một người con trai nhá, mình còn nhớ mãi, mình còn nhìn thấy cả tóc, cái kiểu tóc đan trường ngày xưa bổ này, đúng cái kiểu đấy, đứng đứng ở đấy. Xong mình bảo chứ sao mình khóa cửa rồi, sao có ai lại vào đây. Thật sự thế, bắt đầu
mình cứ nghĩ trong đầu thế, mình không nghĩ là mình gặp cái gì đâu nhá, tại vì mình gặp rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái hôm đó, cái lần lần đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời của mình bắt đầu mình mới bị gặp, sau đấy là mình gặp rất là nhiều luôn. Thì lúc đó mình thấy chỉ nghĩ trong đầu rất đơn giản, thật sự không nghĩ gì tới cái vấn đề gì kia đâu, mình chỉ nghĩ là thế đéo là mình đóng cửa rồi, xin lỗi mọi người ạ, trong đầu em nghĩ đúng như thế, thế đéo là mình đóng cửa rồi, mình khóa cửa rồi, sao ai vào đây làm gì, em nghĩ như thế thôi, em cũng không nghĩ là em đang mơ hay đang tỉnh hay như thế nào. Xong tự nhiên đứng ở đấy, xong em hỏi ai đấy, em hỏi ai đấy, thì không nói gì, không nói gì cả, chả nói năng gì ấy, mà em lại nói chuyện nhá. Thế mình mới kỳ lạ, em hiểu mẹ thể về sau lúc tính ngủ, lúc tỉnh dậy mẹ sợ vãi đái ra. Thì mình hỏi ai đấy, không nói gì. Xong mình lại nghĩ là thằng bạn mình hỏi nó, mình gọi tên thằng bạn mình hỏi là ủa sao mày vào đây, sao mày hôm nay mày sao hôm nay mày lại vào đây được nhà, mày biết tao trọ ở đây mà mày vào đây. Thì nó bảo ừ tới đây, ê đi chơi đi, mà nó bảo mình thế, đi chơi đi, mẹ hôm nay buồn quá đi chơi đi. Thế mình bảo chứ mình nghĩ trong đầu mà, đéo hiểu sao tự nhiên lại vào đây rủ mình đi chơi, trong đầu em nghĩ như thế, nhưng mà đéo hiểu sao tự nhiên rủ vào đây đi chơi, đang mệt bỏ mẹ ai được cái mới chuyển nhà, tại vì em mới chuyển phòng trọ, mệt bỏ mẹ ai được, bị điên, tao còn chưa dọn nhà em bị điên à. Thì ngày xưa ở chơi với nhau mà, em bảo bị điên à, thế mà tôi bị điên, ta đéo đi đâu, em nói đúng thế mà, điên là ta đéo đi đâu, mẹ tao đang dọn nhà mệt gần chết thì mẹ rủ đi chơi thôi, mày đi chơi đi mẹ đi, ta đéo đi, em nói đúng như thế. Thế xong rồi thật sự xong cứ đi chơi đi mà bảo lại phiền vãi, mình bảo phiền vãi, đéo đi, tao không đi, giờ tao phải ở nhà dọn nhà, đang mệt bỏ cụ được cái này đấy, em nói đúng như thế. Thế xong thôi nhá, xong tự nhiên mình bảo, xong tự nhiên mình thấy lạ lạ nhá, nhưng mà xong rồi mình lại thấy lạ lạ, tự nhiên mình lại thấy lạ lạ, mình bảo nhưng mình muốn mở mắt ra nhá, lúc ấy mình tự nhiên mình lại thấy muốn mở mắt ra, thì tại vì cái ánh sáng nó đang chiếu vào mình, cái ánh sáng ở ngoài mặt trời nó đang chiếu vào mình ấy, đang ánh sáng nó chiếu vào mặt mình thì mình mới thấy à, cho mắt mình sáng sáng mà, mình muốn mở mắt ra. Thì càng mở mắt ra nhá, càng mở mắt ra thì mình cố mở mắt như thế này thì lại càng vuốt mắt mình xuống, nó càng vuốt mắt mình xuống kiểu như kiểu đóng mắt mình lại. Thế mình bảo thế đéo là mình lại không mở được mắt ra thế này, nghĩ trong đầu như thế thôi. Thật sự này em chửi tục một tí mọi người đừng gọi ấy, tại thật ra lúc đấy trong đầu em nghĩ như vậy ấy, đéo mở mắt ra được thế này sao này. Xong cứ cố gắng vuốt mắt em xuống. Thì lúc đấy em thật sự là lúc này bắt đầu em mới giật mình, cái giây phút này em mới đầu mới giật mình. Còn lúc trước ấy thì em chỉ nghĩ là bạn em nói chuyện với em nói chuyện nó, em hay chửi tục với nó, em chửi tục y chang mà đéo đi đâu hết, bố mày đang dọn nhà đang mệt bỏ cụ này, đi chơi đéo rồi đấy, em nghĩ đúng như thế. Nhưng mà tới khi mà tự nhiên em thấy em muốn mở mắt ra để em đi đâu đấy, em thức dậy, lúc em mới biết là em đang trong cái trạng thái lửng lơ, nửa tỉnh nửa mơ, thì em mới bảo là chết rồi. Lúc đấy là em đã biết là chết rồi nhá, chết rồi, điều gì có một cái điều gì lạ rồi. Thì nó cố tình vuốt mắt em, thì em càng vùng dậy em không vùng được. Thì em mới nghĩ là hay là em bị bóng đè. Lúc trong đầu em vẫn còn nhớ như in, và còn tức là còn như rõ mồn một luôn, hay là mình bị bóng đè. Không phải bị bóng đè. Thế là em mới bảo là em tức nha, em bảo nha, điên rồi nha, thật sự là điên, lúc đấy là điên rồi em bảo. Đừng có nhờn, không hiểu sao em gan thế, mẹ đừng có nhờn, em chửi luôn mà, mẹ đừng có nhờn nhá, đéo thích đâu, đéo liên quan thì đéo thích đâu nhá, đừng có nhờn nhá. Và đúng đấy, em nghĩ trong đầu thế, nhưng mà thế lúc đấy mẹ không hiểu sao mình lại cả gan như thế. Tới khi mình nhắm mắt lại thôi mà, đấy nhắm mắt rồi đấy, làm gì làm đi, em đúng, không hiểu sao em gan thế chứ lại. Mẹ giờ nghĩ lại này, đây dựng mẹ ở tai ốc rồi, nổi mẹ ở tai gà đấy. Thật sự lúc đấy em nghĩ như thế, nhưng mà xong tự nhiên đấy, làm đi, bực mình kiểu em điên ấy, em không mở được mắt ra, em điên quá, em kiểu em cố bao nhiêu lần không được, đấy làm đi. Xong không thấy gì nữa, thì bắt đầu em mở mắt ra mà em nói là em chạy, em bật khỏi cái phòng đấy nhá, em chạy ra bên ngoài, em sợ, em thở hổn hển, em hỏi mấy cái chị hàng xóm ấy, em gõ cửa mấy chị hàng xóm, vì nó buổi chiều lúc ấy các chị đi học về rồi.
bắt đầu tan tầm đi học về rồi, lác giác đi về rồi để nấu cơm này kia. Thì đúng kiểu là các chị mới giật mình, các chị bảo ô cho em vào đây em trọ hả? Cái đấy không ai, cái đấy không, phòng đấy không ai dám vào. Mà phòng đấy trước đấy, bắt đầu các bà mới kể với mình là trước đấy có một thằng nghiện nó tự tử ở trong đấy. Nó tự tử ở trong đấy nhá, sợ vãi linh hồn luôn. Mà em, tức là em nghe xong mà em rụng rời chân tay, mà em không hiểu sao lúc đấy em có thể cả gan em nói chuyện với nó, kiểu đối đáp với nó, bị điên thần kinh không? Mẹ như thế thì phải làm sao để mà thoát khỏi ra, mà chạy đi lại còn đứng đấy cả gan nói chuyện nó như thế. Xong tối hôm đó em không dám ngủ nhá, em mang hết đồ của em sang phòng em ngủ nhờ của các chị ấy. Tại vì bây giờ em cũng không thể nào tìm được nhà trọ luôn ngay lập tức. Mọi người tưởng tượng đi, em mới có chuyển đồ sang hôm trước, đồ còn đang bầy nhầy, chưa có tháo đồ ra. Ngày xưa kiểu bọn em chuyển nhà sinh viên làm gì có tiền mua cái túi, mọi người không biết là mọi người có dùng không, sinh viên, các bạn sinh viên ngày bây giờ có dùng không, nhưng tụi em ngày xưa sinh viên ấy mua cái túi như 40.000, 40-50.000 cái túi gì nhỉ, em không nhớ, cái túi mà có hay các cái hình con vật ấy, xong có hai cái dây này to này, thật là to này, không biết gọi túi gì quên mất tên này. Xong bỏ đồ vào trong đấy để chuyển. Thì em còn chưa cả lấy mấy cái đồ đấy ra, chỉ lấy một ít đồ ra để sử dụng thôi. Em bê chăn gối sang ngủ bên nhà các chị kia. Xong tối ngày hôm sau em về, em đi tìm nhà trọ, em vẫn chưa tìm được nhà trọ. Em chưa tìm được nhà trọ thì mình cũng làm sao mình ở nhà bên các chị được mãi, vì các chị cũng có quen biết mình gì mình đâu, sợ biết đâu mình ăn trộm đồ thì sao. Đấy, sợ biết đâu mình ăn trộm đồ thì sao. Thì các chị đi học thì mình phải về nhà mình chứ, mình phải về phòng của mình chứ, mình đâu có ở đấy được. Thì mình về phòng của mình. Lúc ấy mình về phòng của mình rồi, xong bắt đầu mình lại dọn đồ bắt thứ này kia. Xong rồi hôm đấy là cũng nghỉ học, quyết định nghỉ học. Tại vì là sao? Tại vì là còn để đi tìm nhà trọ. Vì lúc đấy ưu tiên tìm nhà trọ để đổi nhà trọ. Xong tới khi lúc đấy chưa gọi điện cho mẹ đâu, chưa nói với mẹ gì đâu nhá. Thì tới lúc đấy mình lấy đồ một lúc, xong tự nhiên người thấy mệt mệt nhá. Vào cái phòng đấy tự nhiên là người lại thấy mệt mệt, mà rất là hên, rất là kiểu nó kiểu xui ấy. Lại tầm khoảng 2 giờ chiều em bảo thôi chắc không việc gì đâu, lần này em mở cửa nhá, em không đóng cửa nữa, em mở cửa. Xong em lại mệt, em lại ngồi đấy em chơi điện thoại, xong mệt thiêu thiêu lại ngủ, lại gặp tiếp. Xong rồi thật sự là lúc này gặp ấy là em sợ luôn ấy. Tại em không có như cái hôm trước là mình không biết gì, lần này em gặp ấy em sợ luôn. Em còn nhìn rõ cái kiểu mặc cái áo, em còn nhớ cái áo trắng mà không cài cái khuy lại ấy, không cài cái khuy lại, mà cái áo, tức là áo sơ mi, không phải áo sơ mi trắng đâu, áo sơ mi sọc sọc ấy. Em không biết miêu tả cho mọi người cái loại áo mà nó rất là rẻ, mà nói chung là em thấy nó bán lố lố ấy. Nó có sọc sọc màu trắng, nhưng nó là sọc sọc màu xanh gì đấy em không rõ, nền thì nền trắng nhưng mà có sọc sọc, cái sọc nhỏ, rất là nhỏ thôi, màu xanh nữa. Thì cái em còn nhớ mãi cái áo nó, ông không cài cái cúc áo ở bên tay phải này, em nhớ mãi. Ông lại vào, ôi giời ơi, ôi này, đụng hết vào lông lên. Lúc đấy nhá, em nói thật nhá, lúc đấy là em sợ phải linh hồn ra. Em chỉ có lúc đấy là em chỉ có là cố gắng thoát khỏi cái đấy luôn. Ôi tôi, kìa, em cứ đứng ở đấy thôi, chứ cũng không phải là tiến lại gần em hay dọa nạt gì em hết, chỉ đứng ở đấy thôi. Em cứ ôi tôi cho tôi thoát khỏi cái này đi, tôi làm sao, tại sao tao lại đi ngủ thế này. Tôi tức bản thân mình, tại sao mình lại đi ngủ, không nên đi ngủ trong cái thời điểm này, tại sao lại đi ngủ, không nên đi ngủ, đéo hiểu sao lại đi ngủ, tại sao lại đi dọn nhà xong rồi tự nhiên lại ngồi cầm điện thoại xong rồi chơi xong ngủ là sao. Thế lúc đấy tức bản thân, cố lên thoát khỏi cái đấy. Cuối cùng em thoát ra được, em thoát ra được, mà ngay ngày hôm đấy nhá, em chưa tìm được nhà trọ nhá, em gọi điện cho mẹ em đi thuê nhà nghỉ, ngủ ở nhà nghỉ, không ở đấy nữa, không ở đấy, chỉ để đồ ở đấy thôi, đéo vào, đi ngủ ở chỗ khác, không, buổi tối đấy không ngủ ở đấy nữa, không dám ngủ ở nhà trọ, không dám ngủ ở cái dãy trọ đấy nữa luôn ấy.
sợ ấy. Thế là ok quá. Thế là đấy, xong bắt đầu đợt đấy là phải đi lên chùa rồi trấn, lên chùa để trấn này kia rồi bắt đầu bùa biếc vào, đeo vào. Xong rồi nhưng mà nhá, đấy chỉ là một cái chuyện thôi. Sau mình chuyển đi rồi thì mình phải đeo bùa, rồi mình thầy còn cho cái bùa để cầm cầm về, với lại một cái bùa đeo ở cổ này. Xong rồi tới khi mà còn mấy cái chuyện khác nữa cơ, còn có những, tức là một cái chuyện đó nó chưa có nói lên cái gì hết, nhưng còn gặp rất là nhiều chuyện khác nữa. Xong mãi về sau kiểu thấy nhiều lần như thế, mẹ em cũng cho em đi xem bói này kia thứ. Đến tận bây giờ nhá, đến tận bây giờ có chứ, chị dọn đi luôn, chị tìm được nhà, tự nhiên tìm được nhà mới, mất mất mấy ngày tìm được nhà trọ mới, chọn dọn đi luôn. Tới tận bây giờ nhá, kiểu bố em mất lâu cũng được mấy năm rồi, nhưng riêng bố em thì em lại không sợ. Tức là bố em với em từ cái hồi bố em còn sống ấy, bố em có một cái, em với bố em rất là kiểu thân thiết theo cái kiểu là hay kiểu cháy giận cho nhau. Em hay nhổ tóc sâu cho bố, hoặc là ngày xưa bố em có mụn ấy, em còn chuyên nặn mụn cho bố em. Xong tới khi bố em mất rồi, nói chung bố em rất là thiêng thật sự, nhưng riêng bố em thì em lại không sợ. Em gặp bố em suốt. Có những cái đợt, ví dụ như năm ngoái này đốt vàng mã rằm tháng 7 ấy. Đúng, năm ngoái đốt vàng mã rằm tháng 7. Em còn nhớ là trước đấy thường là nhà em là cứ 15 với lại 30 ấy. Hàng 15 với mùng 1 chứ quên, 15 với mùng 1 là thắp hương này kia, em cũng lên, em là con cả cho nên em phải lên. Thường ví dụ em mà về có bay về Việt Nam em chơi ấy, thì em cũng là em làm cơm, hai chị em làm cơm xong rồi, hoặc là mua đồ tươi, đồ ngọt ấy, hoa quả bánh kẹo lên thắp hương, thì em là toàn là người thắp hương. Thì nhiều khi em khấn bố em khấn nôm thôi, em cũng không biết khấn gì, em cũng khấn nôm là để xem bố xem con gửi đồ như này kia ấy, ở dưới đấy có thiếu gì thì bố ấy cho con ấy. Hôm sau về luôn nói luôn tao ở dưới thiếu cái này thiếu cái kia, và để xem thì để đến rằm tháng 7 một thể rồi con đốt luôn cho bố. Gặp suốt bố em nhá, bố em rất là thiêng nhá, thật sự bố em rất là thiêng, tức là tầm khoảng một vài tháng mà em không về thắp hương cho bố em. Nếu như em không thắp hương ấy thì cũng như kiểu nhiều khi mình cũng tưởng nhớ tới bố ấy, thì nhiều khi em ở bên kia em đâu có phải lúc nào cũng về Việt Nam được đâu. Thì em gái em là người thắp hương thì lúc nào cũng dặn là ở đấy ngày mai kia khấn bố như thế nào đấy chẳng hạn, kiểu thế. Thì cứ lâu lâu mà em không về thắp hương cho bố em, cứ mấy tháng là lại gặp. Còn cái đợt mà, nghĩa là em dễ gặp người âm lắm thật sự. Cái đợt mà em với cả chồng em yêu nhau ấy, cái đợt em với cả chồng em yêu nhau thì em chưa nói nhá, em với chồng em yêu nhau thì chưa nói. Cái lúc mà bắt đầu tính đến cái chuyện cưới xin nhá, bắt đầu tính cái chuyện cưới xin thì lúc đó, nghĩa là em, bố em thiêng lắm luôn, em nói thật mọi người, rất 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 thiêng. Lúc đó chồng em không biết bố em là người như thế nào, cũng không biết bố em như thế nào. Tự nhiên hôm đấy chồng em bảo em là anh mơ em dẫn anh đi gặp bố em. Tại vì từ trước tới giờ là kiểu hai vợ chồng yêu nhau, nhưng vì chồng em không phải là theo cái kiểu là Phật hay gì để mà đi lên khấn bố em, thì nhiều khi lên khấn bố em thì em cũng chỉ khấn thôi chứ chồng em cũng không vào. Nhiều khi ông chỉ đứng ở bên ngoài, ông chồng em chỉ đứng bên ngoài chắp tay như này thôi, ở ngoài ở trên bàn thờ nhà em ấy chỉ chắp tay như này thôi, thì em cũng chỉ khấn là đấy hôm nay con này con ấy kia, chứ cũng không bao giờ giới thiệu là đây là bạn trai con hay này kia, khấn là không bao giờ khấn. Thì cái lúc đi yêu nhau thì tự nhiên có hôm ông bà em à, anh mơ thấy em dẫn anh đi gặp bố em. Mà khi đi gặp bố em ấy, này em nói thật, tức bố em là cái người tù tội, bố em như ở nghiện ngập ấy, thì bố em hầu như là ở trong tù. Thì chồng em mới bảo với em như này, mà em không kể chuyện này với chồng em bao giờ luôn ấy, tại nó cũng chả liên quan, thì bố em mất rồi
Em kể cũng chả giải quyết được vấn đề gì, anh cũng chẳng hiểu, anh cũng không 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 để ý ấy. Thì tự nhiên mới nói với em là em dẫn anh đi gặp bố em, mà anh thấy bố em ở đằng sau mấy cái song sắt đấy. Em không điêu nhá, có linh hồn bố em không điêu. Chồng em nói như thế với em luôn, em giật mình nhá. Tại vì nếu như em kể về bố em là như thế nào thì có thể là mình thể hiểu là có thể chồng nghe thấy rồi, chồng biết rồi, thì nhiều khi mình mơ. Em chưa dám kể về bố em, tại vì thật ra bố em với người nước ngoài ấy, họ rất là khi mà người đã mất rồi thì họ sẽ không hỏi thêm nữa, tại vì họ nước ngoài, người nước ngoài họ không nhiều chuyện. Em nói thật, người nước ngoài họ không nhiều chuyện, họ chả hỏi để làm gì cả. Hoặc là nhiều khi là người sống như này người ta còn không nhiều chuyện, người ta còn chả hỏi. Thì cái người mất người ta chả hỏi bao giờ. Bố em mất rồi thì thôi, chả liên quan gì. Tự nhiên nói em thế nhá, tự nhiên nói em thế, em giật mình, em gọi điện cho mẹ em bảo mẹ em là ôi mẹ ơi chết rồi, chắc là mấy lần ấy, mấy lần anh An về nhà mình chơi con chưa giới thiệu với bố, cho nên bố trách đấy. Bố không thèm hỏi con mà bố nói chuyện trực tiếp luôn với anh An. Tức là kêu là em dẫn đi gặp bố mà bố lại đứng ở sau song sắt nhá. Giật mình không. Xong rồi đó, thế là về, về giới thiệu. Sau khi về giới thiệu thì lại thôi. Xong lại còn thêm một việc nữa. Tức là khi mà vợ chồng em cưới nhau ấy, thì có đi kiểu đăng ký kết hôn ấy. Thì đăng ký kết hôn rồi, xong lại tổ chức đám cưới, thì vợ chồng em lại không tổ chức đám cưới theo cái kiểu là như là ở dưới quê mình tổ chức, tức là theo kiểu truyền thống. Tức là vợ chồng em không tổ chức theo kiểu truyền thống, mà cưới thì là mua vé máy bay cho tất cả mọi người nội ngoại nhà em, xong rồi nội ngoại nhà anh An bay từ bên kia bay sang Đà Nẵng, bay 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 tới Đà Nẵng để cưới tại Đà Nẵng. Và bọn em cũng không về thắp hương, tức là như kiểu là có mọi người hay có cái thủ tục mà xin dâu ấy, vợ chồng em không có cái thủ tục đấy. Thì hôm trước là có về thắp hương cho nhà thờ tổ, tức là báo cáo là bọn con cưới, thì cũng chỉ về thắp hương như vậy thôi, nhờ nhờ chú khấn cho, tại vì vợ chồng em không biết khấn. Thì khấn là đấy vợ chồng con cưới nhau, cưới nhau này kia các thứ, nhưng mà không có cái thủ tục là xin dâu. Thì có báo cáo với tổ tiên, thế nhưng mà không xin dâu, không không có thủ tục xin dâu này kia các kiểu. Rồi khi cưới xong nha, cưới xong cỡ đâu mấy tháng ấy, cho bố em về, bố em hỏi em, bố em về về luôn ấy. Lúc đấy em đang ở, lúc đấy em cũng đang ở, lúc đấy em đang ở Hà Nội, em đang ở Hà Nội. Thì vợ chồng em về chơi, vợ chồng em về chơi thì lúc đó là em ở trong nhà. Thế tự nhiên đang đang ngồi này nhá, tự nhiên là sao, tự nhiên say sẩm mặt mày, tự nhiên say sẩm mặt mày buồn ngủ vậy đó. Giữa ban ngày nhá, chứ không phải ban đêm đâu, giữa ban ngày nhá, say sẩm mặt mày thấy mệt mệt, em thấy nó mệt 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 mệt, lên giường. Vừa mới lên giường một cái nhá, nhắm mắt phát nhá, không phải ngủ nhá, nhắm mắt phát tự nhiên mình nhìn thấy cái trước mặt của mình này, toàn bộ nhá, những cái chi tiết nó cái chi tiết ở trên trần nhà mình ấy, nó cứ loãng ra loãng ra loãng ra. Xong mình thấy có một người đàn ông đi vào, mình sợ nhá, tại vì em gặp rất là nhiều, em bị gặp nhiều lần rồi nên em sợ. Em bảo thôi chết mẹ rồi, lại cái kiểu gì, ở đâu ai người nào ở đây mà cái nhà này là dùng bằng dấu vân tay thì làm sao mà vào được đây, là sao đây, lại làm sao đây. Thì em đang bắt đầu hoảng hoảng thì tự nhiên em thấy đây bố em đi, em là thôi bố không sao hết. Thế là bố em nhìn rõ bố em mặc đồ như thế nào nhá, mặc đồ như thế nào, mặc cái bộ đồ áo màu xanh xanh. Xong bắt đầu nhìn thấy em, xong em cũng nhìn thấy bố em, xong bố em cứ đi quanh cái giường này, đi quanh xung quanh cái giường của em, đi xung quanh nhá. Em thì em không sợ, tại vì em biết là bố mình rồi, không bao giờ em sợ, thật sự em rất bình tĩnh. Em gặp cả ông nội bà nội em cũng có gặp được, nhưng những là người trong gia đình thì em không sợ. Bố em cứ đi quanh cái giường này, khi mà đi quanh cái giường xong bố em hỏi em này chứ, dạo này mẹ mẹ mày với lại với Hạnh sao rồi? Đó. Bình thường bố, bình thường có gì đâu. Thế à? Ừ, vâng. Xong lại đi quanh, cứ xoay vòng quanh cái giường của em. Cứ đi quanh mà lướt nhá, lướt quanh cái giường của em này. Xong hỏi em là này, cái thằng nó hay đi với mày ấy, là thằng nào đấy? Cái thằng nó hay đi với mày là thằng nào đấy? Mình bảo, ô, chồng con mà bố.
Bố không biết à? Có thế à? Sao không thấy mày nói gì với tao? Nhá? Sao mày không thấy mày nói gì với tao? Tức là hôm nay về báo cáo tổ tiên rồi, nhưng chưa ra mộ bố em, chưa báo cáo bố em là em lấy chồng. Tức là cứ nghĩ trong đầu như này, này em đinh ninh như này, này là tại vì mộ tổ các thứ này kia, bàn thờ gia tiên thì ở dưới dưới quê, thì mình về mình chỉ, thật sự là em không nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ là thì về thông báo là cưới thì có nhờ chú khấn là đấy vợ chồng con là cưới nhau ngày này ngày này, thì đấy là về báo cáo với ông bà, làm mua đồ này kia sắm để lên báo cáo với ông bà vậy thôi. Tại vì vợ chồng em không cưới theo cách truyền thống thì bạn ấy là đám, sẽ là đi đám cưới ở bên trong Đà Nẵng vậy thôi, thì cứ nghĩ là báo cáo tổ tiên thì trong đó có cả bố em rồi, nhưng không phải, tại vì đã đi ra ngoài mộ bố em để báo cáo với bố em đâu, mà cũng chưa đi lên trên nhà để làm để đi 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 lên đi lên để làm thủ tục xin dâu với bố em. Sao mày không nói với tao? Thế là mình giật mình nhá, giật mình bắt đầu mình bảo tôi chết rồi, quả này không ổn rồi. Thì lúc đấy bắt đầu mình cũng bảo chết rồi, là chắc là do mình chảnh mảng quá. Thì em nhìn lúc bắt đầu bố em đang đang đi quanh quanh như thế, tự nhiên em nhìn thấy có một cái người đen từ đầu tới chân, rất cao nhá, rất là cao, rất là đen. Thì bắt đầu đi vào, lướt vào, lôi bố em đi nhá. Lôi bố em đi thì bố em lại muốn đứng đấy với em một tí nữa. Thì bắt đầu em thấy cái người đấy, người ta cứ lôi bố em đi, bố em không chịu đi, người ta lôi. Xong bắt đầu bố em không chịu đi đúng không, tự nhiên một loạt nhá, một loạt em thấy 8, 9, 10 người nhiều, một đoàn như này này, toàn đen 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 nhưng mà nhỏ hơn ông kia, bay 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 vào lôi bố em, lôi hai tay này này, xích luôn hai tay này đi này. Ôi lúc đấy bắt đầu như này này, nhìn thấy không, mẹ dựng hết cả ngược lên. Lúc đấy bắt đầu em sợ nhở, em thì em không sợ bố em, thật sự em không sợ, cháu gì sợ cả, em gặp bố em suốt. Nhưng lúc ấy mình nhìn thấy vẫn thấy cái đám đen đấy, bắt đầu mình thấy ghê nhá, mình thấy ghê, bắt đầu mình sợ, bắt đầu mình bật dậy, mình mở mắt ra thì mình thấy mình đang ngồi trong cái trạng thái ngồi, ngồi như này, ngồi dựa và ngồi dựa lưng vào vào ấy này, vào vào giường này. Xong gọi điện cho mẹ luôn, bảo mẹ là chắc là hai vợ chồng con thôi không ở đây chơi nữa, vợ chồng con đi về quê báo cáo bố, thế thôi, thôi đi ngủ đây, đêm này muộn lắm này, nhiều lắm, hôm nào rảnh rảnh em kể cho em bị như thế nhiều lần lắm. Ok thôi em đi ngủ đây, bye bye mọi người, ngủ đi, thức đêm thức hôm mắt đen xì.